Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào chư tôn đức cùng quý vị Phật tử. Hôm nay Tủ sách Áo Lam sẽ đọc Kinh Pháp Cú, bài kệ số 2 phẩm song yếu. Ý dẫn đầu các pháp. Ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau. Như bóng, không rời hình. Kính thưa quý vị Tủ sách Áo Lam, chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng ủng hộ cho chúng con bằng cách like, thích, share, chia sẻ, và subscribe đăng ký với kênh YouTube của Tủ sách Áo Lam để chúng con thông báo khi đăng cuốn sách audio mới. Và bây giờ chúng con xin được bắt đầu đọc. Giới thiệu về phẩm song yếu và vai trò của ý niệm. Kinh Pháp Cú là một trong những tác phẩm quan trọng của Đạo Phật, được truyền lại dưới hình thức các câu kệ ngắn gọn nhưng sâu sắc. Mỗi câu kệ chứa đựng những lời dạy quý báu của Đức Phật về cuộc sống, về cách con người có thể sống hạnh phúc, an lạc và tránh khỏi khổ đau. Trong đó, phẩm song yếu là một trong những phẩm mở đầu, nói về tầm quan trọng của ý niệm và tác động của nó đến hành động và kết quả cuộc đời của chúng ta. Phẩm song yếu là gì? Phẩm song yếu là phần đầu tiên của Kinh Pháp Cú, gồm những bài kệ nhấn mạnh về hai khía cạnh trái ngược nhau, thiện và ác, an lạc và khổ đau, ý ô nhiễm và ý thanh tịnh. Những bài kệ này mô tả rõ ràng rằng mọi điều trong cuộc sống, từ hành động đến lời nói, đều bắt nguồn từ ý nghĩ. Ý dẫn dắt mọi thứ. Nếu ý nghĩ trong sáng, hành động sẽ tốt đẹp và đưa đến hạnh phúc. Ngược lại, nếu ý nghĩ bị ô nhiễm bởi lòng tham, sân hận, và vô minh, thì hành động sẽ dẫn đến khổ đau. Phẩm song yếu đặc biệt quan trọng vì nó giúp chúng ta hiểu rõ về bản chất của ý niệm, cách ý định tác động đến hành động và hệ quả của những hành động đó. Điều này được thể hiện rõ ràng trong hai bài kệ mở đầu, trong đó bài kệ thứ nhì là trọng tâm của cuốn sách này. Ý dẫn đầu các pháp. Ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau. Như bóng, không rời hình. Từ bài kệ này, chúng ta thấy rằng ý niệm là yếu tố quyết định đến kết quả của mọi hành động và lời nói. Nếu ta giữ tâm ý thanh tịnh, những điều tốt đẹp và an lạc sẽ theo sau, giống như cái bóng luôn đi theo hình. Vai trò của ý niệm trong Đạo Phật. Trong Đạo Phật, ý niệm được xem là yếu tố gốc rễ dẫn dắt hành vi và kết quả của cuộc sống. Đức Phật từng nói rằng mọi thứ trên thế gian này đều do tâm tạo. Ý dẫn đầu, ý làm chủ, và chính ý tạo nên toàn bộ hành động, lời nói, và cuối cùng là kết quả mà chúng ta phải trải qua. Hãy lấy một ví dụ gần gũi để hiểu rõ hơn về sự quan trọng của ý niệm. Khi ta bắt đầu một ngày mới với tinh thần tích cực, hăng hái và lạc quan, mọi việc xung quanh ta thường trở nên thuận lợi hơn. Ngược lại, nếu sáng sớm ta thức dậy với tâm trạng buồn bã, mệt mỏi hay tức giận, cả ngày hôm đó có thể trở nên tồi tệ. Sự khác biệt này không nằm ở các yếu tố bên ngoài, mà là từ chính tâm trạng và ý niệm mà ta mang trong lòng. Đức Phật dạy rằng, ý niệm không chỉ ảnh hưởng đến cảm xúc tức thời, mà còn là gốc rễ của nghiệp lực những hành động tích cực hoặc tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và tương lai. Nếu ta có ý niệm tốt, ta sẽ hành động theo cách mang lại lợi ích cho chính mình và người khác, từ đó tạo ra những kết quả tích cực. Ngược lại, nếu ta để cho ý nghĩ xấu chi phối, những hành động tiêu cực sẽ dẫn đến khổ đau. Một ví dụ khác là khi ta đối mặt với sự bất công hoặc bị chỉ trích. Nếu trong lòng ta có ý thanh tịnh, ta sẽ dễ dàng thông cảm và hiểu rằng mỗi người đều có lý do riêng cho hành động của mình. Điều này giúp ta không bị cuốn vào sự giận dữ và oán hận, từ đó duy trì được sự an lạc trong lòng. Nhưng nếu ta để ý niệm xấu như sân hận hay kiêu ngạo dẫn dắt, ta sẽ dễ dàng phản ứng bằng lời nói hoặc hành động làm tổn thương người khác, khiến mâu thuẫn càng tăng lên. Tại sao ý niệm lại là khởi nguồn của mọi hành động? Trong cuộc sống hàng ngày, mọi việc chúng ta làm đều bắt đầu từ một ý nghĩ. Khi ta muốn giúp đỡ người khác, trước tiên trong đầu ta sẽ xuất hiện ý niệm về lòng tốt và mong muốn đem lại lợi ích cho người đó. Ngược lại, khi ta làm tổn thương ai đó, điều này cũng bắt nguồn từ những suy nghĩ tiêu cực như ghen tị, sân hận hay ganh ghét. Chính vì thế, Đức Phật nhấn mạnh rằng, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Mọi hành động đều bắt nguồn từ ý nghĩ, và ý niệm sẽ quyết định hành động đó là thiện hay ác. Nếu ta có ý nghĩ tốt, hành động của ta sẽ theo sau là những điều tốt đẹp.
Nhưng nếu ta có ý nghĩ xấu, ta sẽ hành động theo cách gây ra khổ đau cho chính mình và người khác. Một ví dụ cụ thể là việc nói dối. Khi ta quyết định nói dối, đó không phải là một hành động xảy ra ngay lập tức mà không có suy nghĩ trước. Trước tiên, trong đầu ta sẽ có suy nghĩ rằng, ta sẽ nói dối để đạt được điều gì đó, hoặc ta nói dối để tránh rắc rối. Ý nghĩ này chính là động lực thúc đẩy hành động nói dối. Và hệ quả của lời nói dối đó có thể là sự mất niềm tin từ người khác, gây ra xung đột, hoặc làm tổn hại đến mối quan hệ. Điều này cho thấy rõ ràng rằng ý niệm là khởi nguồn của hành động và kết quả. Sự khác biệt giữa ý niệm thanh tịnh và ý niệm ô nhiễm. Trong đạo Phật, sự khác biệt giữa ý niệm thanh tịnh và ý niệm ô nhiễm là rất rõ ràng. Ý niệm thanh tịnh là những ý nghĩ trong sáng, không bị chi phối bởi tham, sân, si, những thứ có thể làm đục tâm trí và khiến ta đưa ra những hành động sai lầm. Khi tâm ta thanh tịnh, ta có thể nhìn nhận mọi việc một cách khách quan và từ bi hơn, không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực. Ví dụ, khi ta gặp một người có hành động không đúng, thay vì tức giận và phán xét họ, ta có thể giữ cho tâm mình thanh tịnh, tìm hiểu nguyên nhân và cố gắng giúp họ thay đổi. Đây là cách mà ý niệm thanh tịnh có thể dẫn dắt hành động tích cực và mang lại lợi ích cho cả ta và người khác. Ngược lại, ý niệm ô nhiễm là những suy nghĩ bị ảnh hưởng bởi tham lam, sân hận, và vô minh. Chúng ta có thể dễ dàng bị cuốn vào những ý niệm này nếu không có sự tỉnh thức và kiểm soát bản thân. Những suy nghĩ tiêu cực này thường dẫn đến những hành động gây hại cho chính mình và người khác. Chẳng hạn, khi ta ghen tị với thành công của người khác, ta có thể nảy sinh ý định phá hoại hoặc làm tổn thương họ. Đây là một ví dụ điển hình của ý niệm ô nhiễm dẫn đến hành động tiêu cực và gây ra khổ đau. Ý niệm thanh tịnh tạo ra an lạc. Trong bài kệ thứ nhì của phẩm song yếu, Đức Phật dạy rằng khi chúng ta giữ ý thanh tịnh, an lạc sẽ tự nhiên xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Điều này giống như cái bóng luôn theo sau hình, không rời xa. Khi ý nghĩ trong sáng, hành động và lời nói của chúng ta sẽ trở nên tích cực và mang lại niềm vui, hạnh phúc cho chính mình và người xung quanh. Ví dụ, khi ta sống với ý niệm thanh tịnh, ta sẽ dễ dàng tha thứ cho người khác, biết cảm thông và yêu thương. Điều này không chỉ mang lại sự an lạc trong lòng mà còn giúp xây dựng những mối quan hệ bền vững và hài hòa. Ta sẽ không cảm thấy bị gánh nặng bởi oán hận hay tức giận, mà thay vào đó là sự bình yên, thấu hiểu và từ bi. Như vậy, thông qua sự giới thiệu về phẩm song yếu và vai trò của ý niệm trong đạo Phật, chúng ta có thể thấy rõ rằng mọi hành động, lời nói và kết quả cuộc sống đều xuất phát từ tâm ý của chúng ta. Việc giữ ý niệm thanh tịnh sẽ giúp chúng ta sống một cuộc đời an lạc và hạnh phúc, trong khi ý niệm ô nhiễm sẽ dẫn đến khổ đau và phiền muộn. Phân tích bài kệ, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Bài kệ trong phẩm song yếu của Kinh Pháp Cú mà chúng ta đang khám phá bắt đầu với câu, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Đây là một câu nói ngắn gọn nhưng hàm chứa một triết lý sâu sắc của Đạo Phật về vai trò của ý thức, suy nghĩ trong đời sống con người. Chúng ta sẽ cùng phân tích chi tiết từng phần của câu này, từ đó hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của ý niệm trong việc hình thành và định hình cuộc sống. Ý dẫn đầu các pháp. Đầu tiên, chúng ta cần hiểu câu, ý dẫn đầu các pháp. Pháp, ở đây có nghĩa là mọi sự vật, sự việc, hiện tượng trong đời sống, từ tư tưởng, cảm xúc đến hành động. Tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống của chúng ta đều chịu ảnh hưởng từ ý niệm. Đức Phật nhấn mạnh rằng ý là gốc rễ, là nguồn cội của tất cả mọi thứ. Chúng ta có thể liên tưởng điều này đến cuộc sống hàng ngày. Hãy nghĩ về một ngày bình thường của bạn, mọi thứ bạn làm, từ việc đơn giản như chọn ăn sáng gì, mặc gì, cho đến các quyết định quan trọng như chọn nghề nghiệp, bạn sẽ sống ở đâu hay bạn sẽ giao tiếp với ai, đều bắt đầu từ ý niệm. Ý tưởng và suy nghĩ xuất hiện trước tiên, sau đó dẫn đến hành động. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng suy nghĩ đóng vai trò quan trọng nhất trong việc tạo ra thực tế của cuộc sống. Một ví dụ rõ ràng là khi chúng ta thức dậy vào buổi sáng với một suy nghĩ tích cực. Nếu chúng ta nghĩ, hôm nay sẽ là một ngày tốt lành, thì tâm trạng và hành động của chúng ta sẽ phản ánh điều đó. Ngược lại, nếu ta thức dậy với tâm trạng chán nản, tiêu cực, thì khả năng cao là ngày hôm đó sẽ không diễn ra như mong đợi. Điều này cho thấy ý thực sự, dẫn đầu, trong mọi hoạt động của chúng ta. Ý làm chủ, ý tạo. Câu thứ hai,
ý làm chủ, ý tạo, tiếp tục nhấn mạnh vai trò quan trọng của ý niệm trong cuộc sống. Không chỉ dẫn đầu, ý còn làm chủ, điều khiển và tạo ra mọi thứ. Ý có thể hiểu là một người điều khiển, dẫn dắt các hoạt động của chúng ta. Cách chúng ta nghĩ quyết định những gì chúng ta làm, và qua những hành động đó, chúng ta tạo ra số phận của mình. Hãy xem xét một tình huống cụ thể. Nếu một người có ý nghĩ hận thù hoặc tức giận đối với ai đó, họ có thể bị dẫn dắt bởi ý niệm tiêu cực đó để làm điều gì đó gây hại, chẳng hạn như nói lời lăng mạ hoặc thậm chí có hành động bạo lực. Tất cả những hành động tiêu cực này đều bắt nguồn từ ý nghĩ ban đầu, làm chủ và tạo ra một chuỗi hành vi không tốt. Ngược lại, nếu ý niệm của một người là yêu thương và từ bi, những hành động của họ cũng sẽ phản ánh điều đó. Họ sẽ đối xử với người khác bằng lòng nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ và sẻ chia. Chính vì thế, khi chúng ta kiểm soát được suy nghĩ của mình, chúng ta có thể kiểm soát được cả hành động và số phận của mình. Một người có ý nghĩ trong sáng và thanh tịnh sẽ có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, còn một người với ý nghĩ ô nhiễm sẽ dễ rơi vào khổ đau. Ví dụ, một người có suy nghĩ tích cực, luôn tìm kiếm cơ hội và học hỏi từ những thử thách trong cuộc sống, sẽ thấy rằng họ tiến bộ và thành công hơn. Ngược lại, người chỉ tập trung vào khó khăn, luôn bi quan và lo lắng, sẽ cảm thấy cuộc sống của họ nặng nề, đầy trở ngại. Điều này cho thấy suy nghĩ của mỗi người có sức mạnh tạo ra chính thực tại của họ. Sự ảnh hưởng của ý đến cuộc sống. Để hiểu sâu hơn về vai trò của ý niệm, chúng ta cần xem xét sự tương tác giữa ý và nghiệp karma. Trong Phật giáo, nghiệp không chỉ là hành động vật lý mà còn bao gồm cả suy nghĩ và lời nói. Ý niệm đóng vai trò khởi đầu cho mọi hành động và quyết định, tạo ra nghiệp lành hay nghiệp ác. Khi ý niệm thanh tịnh, chúng ta tạo ra nghiệp lành, mang lại phúc lợi và an lạc. Ngược lại, khi ý niệm ô nhiễm, chúng ta tạo ra nghiệp ác, dẫn đến khổ đau. Một ví dụ rất dễ hiểu là một người có thói quen suy nghĩ ích kỷ. Họ luôn đặt lợi ích của bản thân lên trên hết, không quan tâm đến cảm xúc hay lợi ích của người khác. Điều này khiến họ có thể dễ dàng làm tổn thương người xung quanh, gây ra những rạn nứt trong mối quan hệ, và cuối cùng, chính họ cũng sống trong sự cô lập và thiếu hạnh phúc. Ngược lại, người có ý niệm từ bi và vị tha sẽ luôn tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, và điều này sẽ mang lại sự hài hòa và an lạc cho cuộc sống của họ. Để làm rõ thêm điều này, chúng ta có thể nói rằng ý niệm giống như hạt giống. Nếu hạt giống lành được gieo vào tâm trí, nó sẽ nảy mầm và sinh ra những hành động tốt đẹp. Còn nếu hạt giống xấu được gieo trồng, nó sẽ sinh ra đau khổ và khó khăn. Vì vậy, việc kiểm soát ý niệm giống như việc làm vườn cho tâm trí. Nếu chúng ta chăm sóc và nuôi dưỡng những suy nghĩ tích cực, tâm trí chúng ta sẽ phát triển khỏe mạnh, và cuộc sống chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui và an lạc. Tác động của ý niệm trong cuộc sống hiện đại. Trong xã hội hiện đại, việc quản lý suy nghĩ và ý niệm càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng ta sống trong một thời đại mà thông tin và sự cám dỗ luôn hiện diện. Những áp lực từ công việc, gia đình và xã hội dễ khiến tâm trí chúng ta trở nên hỗn loạn và tiêu cực. Vì vậy, việc nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của ý niệm là cần thiết để giữ cho bản thân không bị lạc lối. Chúng ta có thể thấy, trong cuộc sống hiện đại, nhiều người gặp phải vấn đề về căng thẳng và lo lắng. Họ thường lo lắng về tương lai, sợ hãi về thất bại, và điều này dẫn đến tình trạng tinh thần mệt mỏi. Trong khi đó, nếu họ biết cách kiểm soát và thanh lọc ý niệm, họ sẽ có thể sống bình yên hơn, biết chấp nhận hiện tại và hướng tới tương lai với tinh thần lạc quan. Ví dụ, thay vì lo lắng về kết quả của một cuộc phỏng vấn xin việc, họ có thể tập trung vào việc làm tốt nhất có thể và tin tưởng vào quá trình. Tâm trí thanh tịnh sẽ giúp họ tự tin hơn và cuối cùng mang lại kết quả tốt đẹp. Ngoài ra, các nghiên cứu khoa học hiện đại cũng đã chỉ ra rằng suy nghĩ tích cực có tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần và thể chất. Những người có thái độ lạc quan thường có khả năng hồi phục nhanh hơn sau những biến cố và ít gặp phải các vấn đề về sức khỏe hơn so với những người có suy nghĩ tiêu cực. Điều này cho thấy rõ ràng rằng ý niệm không chỉ ảnh hưởng đến cảm xúc mà còn ảnh hưởng đến cả thể chất của chúng ta. Tóm lại, câu, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, trong Kinh Pháp Cú là lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của ý niệm trong cuộc sống. Ý không chỉ là khởi nguồn, mà còn là người làm chủ và tạo dựng mọi hành động và kết quả trong đời sống. Bằng cách giữ cho ý niệm thanh tịnh,
chúng ta có thể xây dựng một cuộc sống an lạc, hạnh phúc và trọn vẹn hơn. Ngược lại, nếu chúng ta để những ý nghĩ ô nhiễm điều khiển, cuộc sống của chúng ta sẽ chìm trong khổ đau và bất hạnh. Sự lựa chọn là ở mỗi chúng ta có thể chọn gieo những hạt giống suy nghĩ tích cực, từ đó gặt hái những quả ngọt trong cuộc sống. Hay chúng ta có thể để ý niệm xấu làm chủ, và sẽ phải đối mặt với những hệ quả không mong muốn. Điều quan trọng là luôn luôn nhận thức và kiểm soát ý niệm của mình, bởi chính ý niệm sẽ quyết định con đường chúng ta đi trong cuộc sống. Tầm quan trọng của ý thanh tịnh trong đời sống. Trong bài kệ thứ nhì của Phẩm Song Yếu, Đức Phật đã dạy rằng, nếu với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Ở đây, chúng ta có thể hiểu rằng ý thanh tịnh là yếu tố quyết định hạnh phúc và an lạc trong cuộc sống. Vậy ý thanh tịnh là gì và nó có vai trò như thế nào trong đời sống hàng ngày? Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn. Ý thanh tịnh là gì? Trước tiên, cần làm rõ khái niệm ý thanh tịnh. Theo Đạo Phật, ý là khởi nguồn của mọi hành động và lời nói. Ý niệm không chỉ là những suy nghĩ nảy sinh trong đầu, mà còn là tâm trạng, thái độ, và cách nhìn nhận về cuộc sống. Ý thanh tịnh là trạng thái tinh thần trong sáng, không bị vấy bẩn bởi các suy nghĩ tiêu cực như tham lam, sân hận, hay si mê. Ví dụ, khi tâm trí bạn không còn bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc như ghen tuông hay ích kỷ, bạn dễ dàng cảm thấy bình an hơn. Một người có ý thanh tịnh thường là người sống với sự bao dung, từ bi, và không để những suy nghĩ xấu xa chi phối. Để dễ hiểu hơn, hãy hình dung ý thanh tịnh như một mặt hồ phẳng lặng. Khi mặt hồ không bị khuấy động bởi sóng gió hay rác rưởi, nó phản chiếu mọi thứ một cách rõ ràng, trong sáng. Tương tự, tâm trí khi thanh tịnh sẽ nhìn nhận cuộc sống một cách đúng đắn, không bị méo mó bởi cảm xúc tiêu cực. Lợi ích của việc giữ ý thanh tịnh. Ý thanh tịnh giúp tạo ra những hành động và lời nói tích cực. Khi ý nghĩ của bạn trong sáng và không bị ô nhiễm bởi những cảm xúc tiêu cực, lời nói và hành động của bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Hãy tưởng tượng một ngày khi bạn bắt đầu bằng một ý nghĩ tích cực, chẳng hạn như hôm nay mình sẽ giúp đỡ người khác. Ngay lập tức, bạn sẽ có xu hướng hành động theo hướng này, bạn có thể cười với mọi người nhiều hơn, giúp đỡ ai đó trong lúc khó khăn, hoặc đơn giản chỉ là không phán xét khi ai đó làm điều không vừa ý mình. Một câu chuyện nổi tiếng trong Đạo Phật là câu chuyện về người chăn bò. Ngày xưa, có một người chăn bò suốt ngày nổi giận với đàn bò vì chúng không chịu nghe lời. Người này thường hét mắng và đôi khi còn đánh đập chúng. Một hôm, Đức Phật đi qua và nói với người chăn bò rằng, tâm trí con giống như đàn bò này. Khi con nổi giận và không kiểm soát được ý nghĩ của mình, mọi việc trong đời con sẽ hỗn loạn. Từ đó, người chăn bò bắt đầu học cách kiềm chế cơn giận, giữ cho ý nghĩ của mình thanh tịnh. Và sau một thời gian, đàn bò của anh ta trở nên ngoan ngoãn hơn, bởi chính người chăn đã thay đổi thái độ của mình. Câu chuyện này cho thấy khi ý nghĩ của chúng ta thanh tịnh, lời nói và hành động của chúng ta cũng sẽ trở nên dịu dàng và thiện lương hơn, dẫn đến một cuộc sống hài hòa và dễ chịu hơn. Tác động của ý thanh tịnh đối với sức khỏe tinh thần và hạnh phúc cá nhân. Không chỉ giúp cải thiện mối quan hệ với những người xung quanh, ý thanh tịnh còn có tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần của mỗi người. Khi bạn không để cho các ý niệm tiêu cực như lo lắng, ganh ghét hay sân hận chi phối tâm trí, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ngược lại, khi để ý nghĩ tiêu cực xâm nhập, bạn dễ bị stress, mất ngủ, và thậm chí ảnh hưởng xấu đến cả sức khỏe thể chất. Có một nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học cho thấy rằng những người thường xuyên thực hành thiền và duy trì ý thanh tịnh có mức độ căng thẳng thấp hơn và cảm thấy hạnh phúc hơn. Điều này minh chứng rằng tâm trí là yếu tố quan trọng quyết định cảm giác an lạc và sự hài lòng trong cuộc sống. Ví dụ, khi bạn luôn suy nghĩ tích cực, bạn sẽ dễ dàng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nếu bạn gặp thất bại trong công việc nhưng giữ được tâm ý thanh tịnh, bạn sẽ nghĩ rằng đây chỉ là một thử thách. Mình sẽ cố gắng hơn lần sau. Nhưng nếu bạn để những suy nghĩ tiêu cực chi phối, bạn có thể dễ dàng rơi vào trạng thái tự ti, buồn bã và cảm thấy mọi thứ xung quanh đều không có ý nghĩa. Ví dụ về những người giữ ý niệm thanh tịnh và cách họ sống trong an lạc. Có rất nhiều ví dụ về những người sống với ý thanh tịnh và từ đó đạt được sự an lạc trong cuộc sống. Chẳng hạn, Mahatma Gandhi, người đã lãnh đạo phong trào độc lập của Ấn Độ bằng cách không bạo lực. Ông từng nói rằng, trước khi hành động,
hãy để tâm trí bạn trở nên thanh tịnh. Nhờ giữ ý nghĩ thanh tịnh và không để mình bị chi phối bởi lòng hận thù, Gandhi đã trở thành biểu tượng của hòa bình và sự kiên nhẫn. Một ví dụ khác là Thầy Thích Nhất Hạnh, một thiền sư người Việt Nam nổi tiếng khắp thế giới. Trong cuộc đời mình, Thầy đã truyền bá thông điệp về sự tỉnh thức và ý thanh tịnh thông qua các bài giảng và sách vở. Thầy luôn nhấn mạnh rằng khi tâm trí bạn thanh tịnh, bạn sẽ sống trong sự bình an dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Khi tâm trí bạn an lạc, bạn có thể đối diện với những khó khăn và thách thức mà không bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực. Trong cuộc sống hàng ngày, có thể bạn không phải là một nhà lãnh đạo vĩ đại hay một thiền sư, nhưng vẫn có thể rèn luyện ý thanh tịnh và từ đó sống an lạc. Hãy nhìn những người xung quanh bạn, có lẽ bạn đã gặp những người luôn giữ thái độ tích cực, không phán xét người khác và luôn lan tỏa sự dễ chịu. Những người này không phải lúc nào cũng giàu có hay thành đạt, nhưng họ thường rất hạnh phúc, bởi họ biết cách giữ tâm trí mình thanh tịnh. Nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau. Câu kệ mà chúng ta đang bàn đến nhấn mạnh một chân lý quan trọng, khi ta nói hoặc hành động với ý thanh tịnh, an lạc sẽ bước theo sau, giống như cái bóng không rời hình. Đây là một sự thật sâu sắc mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Cú, và việc thực hành câu kệ này có thể mang đến một sự thay đổi lớn trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Sức mạnh của lời nói và hành động xuất phát từ ý thanh tịnh. Khi ta nói hoặc làm điều gì đó, điều này không chỉ xuất phát từ hành động bề ngoài mà còn phản ánh trực tiếp tâm trí bên trong của ta. Đức Phật đã dạy rằng mọi lời nói và hành động đều bắt đầu từ ý. Nếu ý của ta thanh tịnh, trong sáng, thì lời nói và hành động sẽ là sự biểu hiện của sự an lành và tích cực. Ngược lại, nếu ý niệm của ta bị ô nhiễm bởi tham, sân, si thì lời nói và hành động sẽ phản ánh sự tiêu cực và khổ đau. Hãy thử tưởng tượng một tình huống rất đơn giản, một người bạn nhờ bạn giúp đỡ. Nếu trong lòng bạn thật sự muốn giúp, cảm thấy vui vẻ và đồng cảm với họ, bạn sẽ hành động một cách tự nhiên, dễ chịu. Lời nói của bạn khi ấy cũng sẽ rất êm ái và chân thành. Người bạn kia khi nhận được sự giúp đỡ cũng sẽ cảm thấy ấm áp và trân trọng sự giúp đỡ đó. Đây là kết quả của một ý niệm thanh tịnh, một ý niệm xuất phát từ lòng từ bi và thiện lành. Ngược lại, nếu bạn đồng ý giúp đỡ nhưng trong lòng lại cảm thấy miễn cưỡng, tức giận hoặc bực bội, hành động của bạn sẽ không được tự nhiên. Bạn có thể giúp nhưng với thái độ hờ hững, lời nói có thể mang theo sự bực tức hoặc khó chịu. Người nhận sự giúp đỡ có thể cảm thấy không thoải mái và mối quan hệ giữa hai người có thể bị ảnh hưởng tiêu cực. Đây là ví dụ về việc hành động xuất phát từ ý niệm ô nhiễm, dẫn đến sự bất an và khổ đau. Chính vì thế, Đức Phật nhấn mạnh rằng để đạt được an lạc, chúng ta phải bắt đầu từ việc thanh tịnh hóa ý niệm. Khi ý trong sáng, hành động và lời nói cũng sẽ mang lại những kết quả tích cực và tạo ra an lạc cho cả bản thân lẫn những người xung quanh. An lạc là kết quả của ý thanh tịnh. An lạc không phải là một điều gì đó xa vời, khó nắm bắt. An lạc có thể là cảm giác bình an trong tâm hồn khi chúng ta hành động với thiện ý, hay là niềm vui khi chúng ta đối xử tốt với người khác. Đức Phật so sánh an lạc như cái bóng theo sát hình, nó tự nhiên xuất hiện khi chúng ta sống và hành động từ một ý niệm thanh tịnh. Một ví dụ điển hình là khi chúng ta nói lời tử tế, khuyến khích hoặc động viên người khác. Khi bạn khen ngợi một người vì sự cố gắng của họ, bạn sẽ thấy niềm vui trong mắt họ. Niềm vui đó không chỉ mang lại hạnh phúc cho họ mà còn mang lại niềm vui cho chính bạn. Cảm giác ấm áp trong lòng khi biết rằng lời nói của mình có thể giúp người khác cảm thấy tốt hơn là một dạng của an lạc. Và đó là kết quả trực tiếp của việc nói từ ý thanh tịnh. Ngược lại, hãy nghĩ đến những lần bạn nói lời cay nghiệt, làm tổn thương người khác. Ngay cả khi cơn giận làm bạn nói những lời đó, sau khi mọi chuyện lắng xuống, bạn thường cảm thấy hối tiếc, không thoải mái. Lời nói tiêu cực không chỉ làm tổn thương người khác mà còn làm chính bản thân bạn cảm thấy không an yên. Điều này chỉ rõ rằng lời nói và hành động từ ý niệm ô nhiễm chỉ mang lại khổ đau, chứ không thể đem lại an lạc. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc an lạc bước theo sau như bóng không rời hình, hãy tưởng tượng cuộc sống của một người luôn sống với lòng từ bi và ý niệm thanh tịnh. Người này không chỉ giúp đỡ người khác mà còn biết yêu thương và tôn trọng chính bản thân mình. Họ biết kiềm chế những lời nói làm tổn thương và thay vào đó sử dụng ngôn từ tử tế. Kết quả là họ luôn sống trong một không gian tinh thần thanh thản, an lạc.
những người xung quanh họ cũng cảm nhận được năng lượng tích cực và yêu mến họ vì tính cách hòa nhã, dễ gần. An lạc không phải là điều gì xa xôi mà ta phải kiếm tìm ở đâu đó bên ngoài. Nó luôn có sẵn trong ta, chỉ cần chúng ta giữ cho ý niệm trong tâm được thanh tịnh, lời nói và hành động từ đó cũng sẽ tự nhiên dẫn dắt chúng ta đến một cuộc sống an vui. Ví dụ thực tiễn về lời nói và hành động thanh tịnh trong đời sống hàng ngày. Để thấy rõ hơn những gì Đức Phật dạy, chúng ta có thể nhìn vào những ví dụ trong cuộc sống hàng ngày. Giả sử bạn làm việc trong một công ty, nơi mà áp lực công việc rất cao. Mỗi ngày, bạn đối diện với căng thẳng, tranh cãi và bất đồng quan điểm với đồng nghiệp. Nếu bạn không giữ cho ý niệm thanh tịnh, sự căng thẳng này có thể dễ dàng khiến bạn nổi giận, làm cho lời nói của bạn trở nên gay gắt, khó chịu. Kết quả là mối quan hệ với đồng nghiệp trở nên xấu đi, không khí làm việc trở nên nặng nề, và bạn càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng nếu bạn biết kiềm chế, tập trung vào việc giữ tâm thanh tịnh, không để những cảm xúc tiêu cực lấn át, lời nói và hành động của bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Bạn sẽ biết cách giải quyết xung đột một cách khéo léo và tạo ra môi trường làm việc hài hòa hơn. Khi đó, bạn sẽ thấy rằng không chỉ bản thân bạn mà cả đồng nghiệp xung quanh cũng cảm thấy thoải mái hơn. Đó là ví dụ rõ ràng về việc an lạc theo sau lời nói và hành động xuất phát từ ý thanh tịnh. Một ví dụ khác có thể là trong gia đình. Nếu bạn có con nhỏ, đôi khi con có thể làm điều gì đó khiến bạn bực mình, như không làm bài tập hay không nghe lời. Nếu phản ứng của bạn là tức giận và la mắng, không chỉ con bạn cảm thấy tổn thương mà chính bạn cũng sẽ cảm thấy không vui. Nhưng nếu bạn giữ bình tĩnh, nói chuyện với con một cách nhẹ nhàng, giảng giải cho con hiểu lỗi sai của mình, bạn không chỉ giúp con nhận ra vấn đề mà còn duy trì được sự hài hòa trong gia đình. An lạc trong mối quan hệ cha mẹ con cái sẽ đến khi lời nói và hành động của bạn xuất phát từ lòng yêu thương và hiểu biết, chứ không phải từ sự tức giận. Kết nối ý thanh tịnh với cuộc sống hàng ngày. Đức Phật đã dạy rằng ý là yếu tố quyết định hành động và lời nói của chúng ta. Khi tâm ý thanh tịnh, mọi hành động và lời nói của chúng ta sẽ tự nhiên đem lại an lạc cho bản thân và mọi người xung quanh. Để đạt được điều này, chúng ta cần rèn luyện ý thức về tâm trí mình. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn, thực hành chánh niệm và thiền định thường xuyên. Khi bạn sống với tâm thanh tịnh, bạn sẽ nhận ra rằng những căng thẳng, khổ đau trong cuộc sống dần tan biến. Bạn không chỉ cảm thấy bình an trong nội tâm mà còn tạo ra một môi trường sống hòa bình, êm ái cho mọi người xung quanh. Như cái bóng không bao giờ rời hình, an lạc sẽ theo sát bạn mỗi ngày, chỉ cần bạn biết giữ ý niệm thanh tịnh. Thực hành ý thanh tịnh và xây dựng cuộc sống an lạc. Trong cuộc sống hiện đại, con người đối diện với nhiều thách thức về tâm lý, tình cảm, và tinh thần. Những áp lực từ công việc, gia đình, xã hội dễ dàng làm chúng ta mất đi sự bình an trong tâm hồn. Tuy nhiên, như bài kệ thứ nhì của phẩm song yếu đã chỉ ra, nếu với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Đây là lời nhắc nhở rằng, nếu chúng ta duy trì được một tâm ý trong sạch, mọi hành động và lời nói của chúng ta sẽ mang lại sự an lạc, không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Vậy làm thế nào để thực hành ý thanh tịnh và xây dựng một cuộc sống an lạc? Hãy cùng tìm hiểu những phương pháp và lợi ích trong chương này. Cách rèn luyện ý thanh tịnh. Để rèn luyện ý thanh tịnh, trước tiên chúng ta cần hiểu rằng tâm trí thường bị xáo trộn bởi những suy nghĩ tiêu cực, tham lam, sân giận, và sợ hãi. Những yếu tố này làm cho tâm hồn chúng ta trở nên ô nhiễm, khiến cho mọi hành động và lời nói bị chi phối theo hướng tiêu cực. Việc thực hành thanh lọc tâm ý là cách để loại bỏ những suy nghĩ ô nhiễm này, giúp cho tâm trí được trong sáng, hướng về điều thiện. 1. Thiền định. Thiền định là một trong những phương pháp quan trọng nhất để thanh lọc tâm ý. Khi ngồi thiền, chúng ta dành thời gian để quan sát tâm trí, nhận biết những suy nghĩ nào đang xuất hiện. Thay vì để những suy nghĩ tiêu cực lấn át, chúng ta học cách buông bỏ và không để chúng kiểm soát. Trong quá trình thiền, tâm trí dần dần trở nên tĩnh lặng, trong sáng và tập trung vào những giá trị tích cực. Ví dụ, khi bạn ngồi thiền, bạn có thể nhận thấy rằng đầu óc đang bị quấy rầy bởi sự lo lắng về công việc hoặc những mâu thuẫn trong gia đình. Tuy nhiên, thay vì để những suy nghĩ này làm phiền lòng, bạn có thể tập trung vào hơi thở, dõi theo từng nhịp vào ra. Dần dần, những lo lắng sẽ lắng dịu, để lại một cảm giác bình yên. 2. Thực hành chánh niệm.
Chánh niệm là việc sống trong hiện tại, hoàn toàn tỉnh thức về những gì đang diễn ra xung quanh mình và trong tâm trí mình. Khi thực hành chánh niệm, chúng ta ý thức rõ ràng về mọi hành động, từ việc ăn uống, đi lại, đến cách tương tác với người khác. Chánh niệm giúp chúng ta không bị cuốn vào những suy nghĩ vô thức, không để tâm trí bị chi phối bởi cảm xúc tiêu cực. Ví dụ, khi bạn đang ăn một bữa cơm, thay vì để tâm trí nghĩ về công việc hoặc những lo lắng trong cuộc sống, hãy tập trung vào từng miếng ăn, cảm nhận hương vị của món ăn. Điều này giúp tâm trí bạn không bị phân tán, đồng thời giúp bạn trải nghiệm sự an lạc ngay trong những việc nhỏ nhất. Tạo dựng một cuộc sống an lạc thông qua việc giữ ý thanh tịnh. Khi chúng ta duy trì ý thanh tịnh, mọi hành động và lời nói của chúng ta sẽ phản ánh sự trong sạch đó, tạo dựng một môi trường sống an lạc, tích cực. An lạc không phải là điều gì xa vời, mà nó xuất phát từ chính cách chúng ta ứng xử với thế giới xung quanh và với chính bản thân mình. 1. Tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp. Khi giữ tâm thanh tịnh, bạn sẽ dễ dàng phát ngôn và hành động với lòng từ bi và sự hiểu biết. Điều này tạo nên những mối quan hệ hài hòa, tốt đẹp với những người xung quanh. Ví dụ, khi bạn tiếp xúc với người khác bằng tâm trí thanh tịnh, không còn sự ganh đua, ích kỷ hay sân hận, mối quan hệ giữa bạn và họ sẽ trở nên thân thiện và chân thành hơn. Bạn có thể lắng nghe, thông cảm và thấu hiểu hơn, thay vì phản ứng theo cảm xúc tiêu cực. 2. Giảm thiểu căng thẳng và lo lắng. Khi tâm trí được thanh lọc, chúng ta không còn bị cuốn vào những suy nghĩ vô ích hoặc tiêu cực, điều này giúp giảm thiểu đáng kể căng thẳng và lo lắng. Một người có ý thanh tịnh sẽ dễ dàng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống mà không bị chúng làm cho mất cân bằng. Ví dụ, khi đối diện với áp lực công việc, thay vì lo lắng và căng thẳng, bạn có thể giữ cho tâm trí mình thanh tịnh, tập trung vào những gì có thể kiểm soát được, đồng thời buông bỏ những thứ ngoài tầm với. Điều này giúp bạn giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh và hiệu quả hơn. 3. Mang lại an lạc cho người khác. Một tâm ý thanh tịnh không chỉ mang lại lợi ích cho chính mình mà còn lan tỏa sự an lạc đến người khác. Khi bạn hành động và nói năng với sự trong sạch, người khác sẽ cảm nhận được sự bình yên từ bạn và có xu hướng đối xử lại bằng tình cảm tương tự. Đó là lý do tại sao an lạc giống như bóng không rời hình. Khi bạn giữ được tâm thanh tịnh, sự an lạc sẽ theo bạn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Lời khuyên để duy trì ý thanh tịnh trong cuộc sống hiện đại. Trong cuộc sống hiện đại, việc duy trì một tâm ý thanh tịnh không phải là điều dễ dàng. Chúng ta thường bị cuốn vào nhịp sống vội vã, những áp lực về vật chất, và những cám dỗ của cuộc sống. Tuy nhiên, với sự kiên trì và thực hành đều đặn, chúng ta vẫn có thể giữ được ý niệm trong sáng, và sống một cuộc đời an lạc. 1. Hạn chế tiếp xúc với thông tin tiêu cực. Cuộc sống hiện đại khiến chúng ta tiếp xúc với rất nhiều thông tin, không phải lúc nào cũng tích cực. Để bảo vệ tâm hồn mình, hãy học cách chọn lọc thông tin, hạn chế tiếp xúc với những tin tức gây xao động tâm trí hoặc kích thích cảm xúc tiêu cực. Thay vào đó, hãy tìm đến những nội dung mang tính xây dựng, nuôi dưỡng trí tuệ và lòng từ bi. 2. Xây dựng môi trường sống lành mạnh. Môi trường xung quanh có ảnh hưởng lớn đến tâm trí của chúng ta. Hãy tạo dựng một không gian sống thanh tịnh, sạch sẽ và gọn gàng. Hãy chọn bạn bè, đồng nghiệp có lối sống lành mạnh, biết quan tâm và chia sẻ, bởi những mối quan hệ này sẽ giúp bạn giữ được sự thanh tịnh trong tâm hồn. 3. Thực hành lòng từ bi và tha thứ. Tha thứ và lòng từ bi là những yếu tố quan trọng để giữ tâm ý thanh tịnh. Khi chúng ta ôm giữ lòng thù hận hoặc oán giận, tâm trí sẽ trở nên ô nhiễm, khiến chúng ta không thể sống an lạc. Ngược lại, khi biết tha thứ và đối xử với người khác bằng lòng từ bi, tâm hồn chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn, từ đó giúp giữ được sự trong sạch trong suy nghĩ. Ví dụ, nếu bạn bị ai đó làm tổn thương, thay vì nuôi dưỡng oán giận, hãy học cách tha thứ. Điều này không chỉ giúp người kia cảm thấy an tâm hơn mà chính bạn cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, không bị gánh nặng của sự thù hận đè nặng. 4. Thiền và thư giãn thường xuyên. Dù cuộc sống bận rộn, hãy dành thời gian để thiền định và thư giãn mỗi ngày. Đây là cách hiệu quả nhất để giữ cho tâm trí được thanh tịnh và không bị xáo trộn bởi những áp lực hàng ngày. Tủ sách Áo Lam xin cảm ơn quý vị đã nghe hết kinh pháp Cú Bài Kệ số 2 phẩm song yếu. Xin quý vị đừng quên ủng hộ tinh thần cho Tủ sách Áo Lam bằng cách like, subscribe và chia sẻ video này đến với mọi người.
Chúng con xin hẹn gặp lại quý vị vào bài kệ số 3. Phẩm song yếu.